hết mình sáng năm bốn giờ dậy rồi ngồi cúng xong ăn lắm này tám bê mười tám ăn cái lọc ấy làm tôi tuôn cái lưỡi rồi tiếng dân một dân cái đuôi mấy đứa nhỏ là chân cẳng đồ để chi đầu chui đuôi lọt chân cẳng vững vàng để hoàn thành cái dự án này cho nó tốt đẹp. Có cái lưỡi ngon nhất dành mẹ mất bạn bè như cái quần tay hồi sáng con nghe là thầy nói là chờ giờ này bà Dân mới còn đang ngủ á. Kể nha cho nói nay người ta bùi cái số là ta trúng chắc vậy 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 cái dân lộn dân tháng này lên kìa tầm qua trang mấy cấp nó nói à ủa anh chị Dân đâu nữa bây giờ chưa đâu chưa thấy bà đâu không mới vừa rồi kêu hỏi em mà điện hỏi em đó bà là bộ bà vậy mà điện cho có gì đó cho thấy có sự quan tâm của bà rồi xong mới điện xong rồi anh ngủ tiếp lát 8-9 giờ bà mới ra sao ra đây thấy bà hết hồn trời cũng hiểu luôn lần đầu tiên hiểu luôn chị sớm vậy là Thủ Đức nè nếu vậy là khoảng coi như 5 giờ kém rồi có mặt đây rồi chứ xuống 2 giờ mới dậy rồi đó ghê không. Xin phép Kiều Lệ Tâm cho nói chuyện chút xíu cái vụ này thì không có quay phim á mà con heo á đừng bao giờ mà tôi ăn đến cái mức như vậy ra mọi người coi nè bây giờ ăn cái đuôi mà nó còn có một cái đọt mà giống như con trùng đất vậy đó mà phải ăn cho hết ăn cho ngán quá ăn chung với bánh mì đó quay quá quay nó lên đó nè quay lên đầu tiên luôn mà bây giờ mình mới tới sát bơ mà đi trễ người ta Thủ Đức mà người ta đi có đau bụng phải tính cái đường đau bụng với trời nó bụng đau ra ủa là hớt tóc để làm nghề đúng ha? Vậy chính Đạt Long đã thay đổi hình tượng của mình để vào bộ phim tức chết bỏ qua hết thì hớt cái tóc để bỏ qua hết để vô cái bộ phim này đó cái con trùng đất nè mọi người coi ăn mà ăn đến cái đoạn cuối cùng luôn thì ở ngoài đời đông trùng hạ thảo đó thiệt luôn nhìn tưởng ăn đông trùng hạ thảo không có cái nhỏ mà coi phô kết không được luôn không nó nhỏ mà đấy đó mà phải ăn cho hết ăn mà nó ăn cái lớn trời ơi ăn mổ là hết nha đó, đó, đó. Đó. Ăn cái cuối cùng nha mọi người ăn hết luôn con không bỏ nha ăn mà con coi này đuôi mà má ăn nó không còn một đọt nào á chứ ngoài đời mà mình muốn làm cái dễ gì đó vậy á theo cái lưu truyền vậy á chứ không biết là như thế nào không biết một cái lưu truyền đồn thổi trong nghề á vô đây một đĩa đi xong em mang mấy mẹ cho tụi tôi quay được tụi tôi ăn gì nữa vậy trời khổ quá vậy tao tới chú sáu chặt rồi số sao trắng quá vậy? Tại vì chưa đánh gì? Ồ, chưa đánh ấy phải không? Chưa đánh nền đúng không? Chưa đánh nền. Biết giới thiệu bản thân đi. Biết giới thiệu bản thân đi. Biết mấy giờ mình có cái con đây là diễn viên nhí. Đây là Vic diễn viên nhí của đoàn. Bây giờ Vic giới thiệu. Vic tự giới thiệu cho. Không. Hôm nay em đóng vai bán vé số. Em tên là Hoàng Khang. Trên em ở nhà của nghệ sĩ Hoàng Sơn. Biết là con ai? Em là con của nghệ sĩ Hoàng Sơn. Nghệ sĩ Hoàng Sơn đúng không? Mà cái tuần này cái phim này là ai làm đạo diễn? Đạo diễn là anh Hai. À đạo diễn là anh Hai. Anh Hai tên là gì? Anh Hai tên là Hải Sơn. Hải Sơn. Ôi, thật là dễ thương. Vui không? Nay chúc này, đây là những dương nhận
mọc mà xinh quá ta. Đúng rồi chú, mua dùng con cái tờ giấy số chú. Bây giờ mua hết bao nhiêu nè, mua hết một cọc. Cười, cười. Số này chiều chú có trúng không? À, trúng. Nếu mà trúng á thì chú mua. Chớ rồi trong phải không? Nói gì vui vui rồi nè. Trời ơi, giờ không phải diễn vậy thôi, mày diễn rồi sao tao diễn được. Sao được, dạo này người ta viral quá trời, bắt tay cái hên hơn à, coi hai lần luôn á trời, ghê. Ok, ghê, I know. Cái gì ơi, em đang ở bến xe gì mà em cũng biết bến xe gì. Tại đang ngồi em chờ em quay. Quay gì? Quay gì à, con? Tự nhớ, tự nhớ. Drama của chị Hồng Vân. Tên gì, tên gì? Ờ, đó, gì Trân? Tức. Rồi, đi ra. Tức ơi, chết đi ơi. Tức ơi là tức thói. Cái gì? Rồi, nhìn hình đoán nè, nhìn hình đoán, nhìn hình đoán nè. Tức chết đi thôi. Tức. Tức muốn ói. Tức không nói nữa. Tức muốn chết. Tức chết. Rồi, còn nữa, còn nữa, còn nữa. À, tức muốn chết. Còn nữa, còn nữa. Con gà thấy không? Bỏ. Bỏ. Chết cho nó. Tiếp nè. Tức muốn chết bỏ qua hết mệt. À, không có tới. Tự nhiên cái tức muốn chết cái bỏ cho gà. Tức muốn chết cho qua hết. Bỏ qua. Dạ ví dụ bỏ qua hết mày diễn sao? Bỏ qua hết diễn sao? Nó vậy. Đó, trời ơi, tết điện ảnh qua hết, qua hết, qua hết sao? Qua hết. Tài xế luôn. Chứ mày, chứ mày. Qua hết là qua. Nè, giống như đó là lọt rồi. Lọt để tôi. Rồi lại, lại 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 cái nét đó coi. Tức muốn chết, bỏ bỏ. Qua hết. Quý vị ơi, nè, nè, quý vị nhớ đón xem nha. Có Lê Giang đó. Quý vị ủng hộ nha, chị Thanh Thủy nữa nè. Đó. Sao biết vậy trời? Trời ơi, cặp sóng thần. Đây nè, đây cặp sóng thần. Rồi Lê, à, Tuấn Dũng Lê Lộc, trời ghê, mẹ chỉ nha, mẹ chỉ viral, mẹ chỉ. Mẹ chỉ có cặp sóng thần Tuấn Dũng Lê Lộc. Ờ gì hả? Ủa cái này là ai? Kênh. Cái này là kênh luôn mình á. Kênh đầu Yên Dân hả? Kênh đầu Yên Dân hả? Không kênh. Cái gì? Kênh Hồng Vân Yên Tân Thái mà. À không, Hồng Vân hả? À chị né né né. Né cho ta vô. Chào mọi người cái đi ạ. Ờ dạ chào tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp. Quá trời có duyên, quá vui. Thì bây giờ hỏi gì? Hỏi đi, phải hỏi đi mới trả lời. Không biết hỏi gì luôn á, tại vì thấy vui quá, dễ thương quá nè nên quay thôi. Không biết hỏi gì anh hỏi cho. Hỏi đi. Máy mua tiệm nào? Trời ơi. Anh mới trả lời. Mình nước hàng xanh. Nước hàng xanh. Trời ơi, dùm quá mà không biết trả lời gì á. Ngại quá à, thôi không quay nữa đâu. Thấy thương quá rồi. Rồi nè, giật dây ác nữa đúng không ạ? Đúng rồi, dây hiền của em. Thôi em biết. Hiền, mặt anh chỉ hợp với dây hiền thôi, không bao giờ giật dây ác. Thấy mặt là biết ác rồi, nhìn cuộc tóc là biết ác rồi. Hứa hẹn đi, hứa hẹn mọi người đi. Đây là phim gì tức muốn chết bỏ đi hết. Bỏ qua nha. Sai từ nữa nha. Đây sao một cái dự án rất là hay trên kênh Hồng Vân Entertainment đúng không? Đúng rồi ạ. Mọi người nhớ đón xem và subscribe kênh của cô Hồng Vân nha. Và ủng hộ cho Bùi Công Danh cũng như là mấy diễn viên trong phim hen. Cảm ơn. Ủa Sơn đứng kế vào làm gì vậy? Ké hả? Nè đây, đây viral đây. Ghê thiệt là mái tóc. Dơ dơ, nhìn vậy ha, giang hồ dơ dơ. Dơ lắm. Dơ lắm luôn hả? Dơ lắm ạ. Tôi dơ mà. Ủa? Cái gì vậy? Diễn nét gì vậy ta ha? Ủa anh đạo diễn nét gì vậy? Không biết nữa. Dán gì cổ hả? Ờ, xăm rồi đó. Xăm thiệt luôn. Xăm. Ghê. Anh đầu tư có dài nè mà. Để phong kết vô xăm. Xăm đó, nó hơi bởi chứ. Bật mưa nó xăm nó bấm thiếu. Nó hơi bởi xíu. Thôi, tại vì Dương đang có mặt tại bến xe miền Tây. À, về bên trong có phòng chờ của hãng xe Phương Trang. Đó, một hai xe rất là lớn. Vậy, là cái phim tức cũng chết mình bỏ qua hết. Đó, cái tựa phim đó, nó cũng mang một cái tính chất hài hước. Và nó cũng vui nhộn. Chắc chắn là cái chắc chắn là gì? Chắc chắn là cái phim này là nó phim hề. Vui cười gia đình hạnh phúc. Hả? Thì
thì dai có dương thì một cái dai mà cũng nó cũng hề không hề mà nó không hề á. Ủa? Là dai nó cũng được vui vui giang hồ giang hán rồi. kêu mọi người subscribe kênh giùm em đi. Mọi người nhớ subscribe kênh Phòng Dân Entertainment nha. Dai không vô. Cái con nhện này tạo hình này giống gì không? Giống cái gì mặt sát tao. Đâu thấy giống bà Sáu trong gia đình hết sảy ấy. Bà Sáu gì nó sảy không cái này. Không, nhưng mà là cái đoạn mà cô đi cua trai á cô. Cảm ơn con, không có thấy một cái khách hàng nào mà ăn mặc như vậy, nơi như vậy của bên xe không? Đây con giữ rồi cho. Trời, nó guốc nữa, mang nó guốc đi. Cái máy giùm em. Dạ. Cưng làm ở đây bao nhiêu năm chưa có thấy một khách hàng nào như vậy không? Sài Gòn về Cần Thơ đã lúc từ 1:30. Sài Gòn thiếu mặt sợ là sẽ mang biển số 2416. Mua một phục trang xong rồi mua một phục dân để đi chỗ khác đi, sợ quá. Không có người bạn nào như vậy. Ghê. Quay cái gì? Từ 6 giờ 8 giờ mấy tới 11 giờ mấy cũng quay mà quay cái gì? Bây giờ mình được quay rồi. Mặt có bảy nha, chứ nhiều.
chửi cái miệng quá trời chửi. Mà nghe kinh đó nha, đang nghe kinh đó. Dạ dạ nghe 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 nghe. Lúc mà kia dạ đã âm bốn. Âm bốn á. Mày thấy mày đang đừng 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 có quá chán vậy hay nó nói chưa có quá chán gì đó. Con ai vậy? À, con của chị này đóng vai anh Lạc Hoàng Long hồi nhỏ luôn. Vậy hả? Đô La con đóng vai gì vậy Đô La? Dạ. Con đóng vai gì vậy? Dạ Khải. Khải là con biết con đóng vai nhỏ của ai không? Với Lạc Hoàng Long. Với Lạc Long ghê ta, thuộc họ chưa? Dạ. Yeah. Kênh YouTube Hồng Vân Entertainment của Vân sắp tới đây rất nhiều những chương trình đặc sắc và thú vị. Mọi người hãy nhấn subscribe để theo dõi kênh Hồng Vân Entertainment. Vân có hai fanpage, một fanpage là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và một fanpage là Hồng Vân Entertainment. Mọi người hãy thương Vân, hãy like và chia sẻ giùm Vân nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người sức khỏe, bình an. Mua.